Hello, chào anh em nhé. Chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm tí rồng hổ đại chiến nhỉ. Để xem là hôm nay con game này như nào đây. Một trong những con game thời gian gần đây cũng rất nhiều anh em quan tâm và cũng hỏi tôi rất là nhiều. Thì nói chung là với những con game bài đổi thưởng như này thì vẫn là áp dụng những cái mẹo đơn giản, ví dụ như là bắt bệt, bắt hồi, bắt bẻ thôi. Và bắt theo chiều hướng cầu thôi anh em nhé. Ở đây thì cầu đang có chiều hướng đi cầu 1-1 và đi cầu ngắn tay. Đấy, thì chúng ta sẽ ưu tiên bẻ. Ok chưa? Đấy, nhờ con rồng hổ này thì hình như là nó... À không, nó không giới hạn mức cược. Nó không giới hạn mức cược. Như con đại chiến đỏ đen thì nó giới hạn mức cược. Thành ra là đánh nó không thoải mái đấy anh em ạ. Ok, mút này anh em ơi. Mút này, bắt bao giờ gãy cầu thì thôi nhá. Vốn là bộ 60 56, 56 rồi, để xem nào. Cầu 11 cũng khá là dài rồi đúng không ạ? Cầu 11 rất rất là dài rồi chứ không phải là khá là dài nữa. 2 4 6 7 2 4 5. Thì tay này anh em có thể bẻ dần được nhá, bẻ dần 2 lít vào một con rồng tiếp này. Nào xem tay này chúng ta. Ui giật ca rồi, ui giật ca tiếp. Ô hòa. Hòa thì trả lại tiền. Hòa thì trả lại tiền anh em ạ. Ok. Hòa. Hòa tay này à? Đánh tiếp nhá, đánh tiếp vào một con rồng tiếp. Xem nào. 10 1 rồi, ăn rồi anh em ơi. Ăn rồi nhá. Đấy, và chúng ta sẽ bắt bẻ tay này nhá, bẻ bởi vì là anh em thấy là từ trước hai con trước là nó cứ đi hai tay là nó sẽ bẻ. Thì tay này tôi sẽ bẻ nhưng mà bẻ 1 lít thôi. Đấy, đánh để xem là tỷ lệ ăn con này nó có ok không. Xem nào. 2 lít đi. Dân chơi ngại gì mưa rơi đúng không ạ? Ôi rồi một thì ăn chắc rồi anh em ơi, một thì ăn chắc rồi, trừ khi là bên rồng này, ở bên hổ này là một. Sợ quá là ngon luôn, cầu kèo rất là chạy rất là mượt đúng không ạ? Đấy, cầu kèo chạy rất là mượt và chúng ta tiếp tục bắt vào một con rồng tiếp, bắt cầu bẻ anh em nhé. Đấy, nhẹ nhàng 4 lít. Tại vì là đánh theo kiểu đuổi cầu như này thì anh em phải bắt buộc là phải gấp thép, nên thành ra là chúng ta chỉ đánh gọi là mức vốn cho phép thôi. Đấy. Bạn không nên đánh to. Ui, ba gãy rồi. Ba gãy rồi, ra một con hổ tiếp. Vẫn ưu tiên bẻ anh em nhá. Vẫn tôi vẫn cứ bẻ tiếp nhá. Đấy, để xem nào. Ở đây thì đợi 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 đợi. Đợi khoảng tầm giây thứ 5 thì chúng ta sẽ vào nha anh em nhá. Đấy. Phần dự đoán cũng đang bẻ. Ô chết mẹ rồi, quên không tăng tiền rồi. Cái thế nhỉ, Q5, ôi ăn rồi kìa, ui rồi ôi, quên không tăng tiền cái mẹ, phí thế. Con này nó cược nhanh vãi anh em ạ, 18 giây, thêm 5 giây nữa thì chắc là tầm trên 20 giây gì đấy, đúng không ạ? Rồi, tay này thì chúng ta sẽ bẻ vào một con hổ anh em nhé. Đấy, cứ ưu tiên bẻ thôi, với cái kiểu kiểu cầu ngắn tay như này thì anh em cứ ưu tiên bẻ cho tôi nhé. Tôi nghĩ là ra một con rồng tiếp và chúng ta sẽ gãy tay này. 5 G, ui ăn tiếp anh em ạ. Ăn tiếp. Thế thì rất khả năng cao nó đang đi cầu gì ạ? Cầu cầu gì đây? Cũng chả biết nữa, chả biết, chả cần biết cầu gì đâu, cứ đánh đi. Quan tâm làm cái deck gì đúng không? Chỉ cần biết nó đi những tay cầu ngắn tay và chúng ta có tỷ lệ bẻ rất là cao thì chúng ta sẽ bắt bẻ thôi. K rồi. Ui số 4 rồi, mút tiếp anh em ơi, bẻ thành công nhá. Thế là vốn 56 mở bây giờ lên 58 rồi. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Quá là tuyệt vời luôn. Đấy, một con game rất là ok. Chắc là tầm cố gắng lên tầm 60 nhỉ. Cố gắng lên tầm 60 nhá. Đấy, lại bẻ tiếp vào một con hổ này. Nhờ, tay này thì nó đang chớm chớm ra những cái tay cầu 2. Tức là chúng ta cũng chuẩn bị hết những cái dây cầu ngắn tay rồi anh em ạ. Ôi, 4 quy rồi lại bẻ thành công. Xe. Ngon.
Khả năng là một một này đi được độ đôi ba tay nữa thôi. Hoặc cũng có thể nó gãy luôn tay này anh em ạ. Tay này thì giảm xuống còn 300 nhá, đánh 300 thôi. Xem nào. Nhẹ nhàng 3 lít vào rồng. Bẻ cầu. Nào ra con to to tí nào. Ôi dồi, bé nhất luôn. Thế là gãy nhá. Đấy, lại đi về cầu 2 rồi. Lại đi về cầu 2 rồi anh em ơi. Đi 2 à? Đi 2 chúng ta lại bẻ tiếp, lại cược tiếp vào và thêm cho nó bao nhiêu đây ạ? 3 lít, 4 lít. Ok nhá. Thần dự đoán thì đang bắt cầu bệt. Uầy, mẹ ông này tận 200 triệu. Wow. Khét nhỉ. Lắm tiền thế. Tôi mà đéo rút tiền thì tôi cũng như thế đấy. Ok nhá. Đấy, anh em có thể thấy là cái tỷ lệ bẻ của nó rất là cao đúng không ạ? Và chúng ta tiếp tục là bắt bẻ. Tôi thấy đang bắt bẻ rất là ok luôn. Uầy, hôm nay lắm đại gia vãi. Đây này, mẹ 200 triệu à. 198. Ôi, hôm nay mẹ toàn đại gia ngồi trong bàn này chết dở không nhất định. Mẹ, uầy, toàn 200 triệu này. Ôi, mình tự dưng mình thấy mẹ cái vốn mình bé tí anh em ạ. Ok, bẻ 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 hổ không thành công nhá. Bẻ hổ không thành công rồi. Đó, chúng ta lại cược tiếp vào 3 lít này và thêm. Ok chưa ạ? 8 lít luôn. Xem có thành công không đây. Nhẹ nhàng vài tay lại mút ngay sợi. Lên 59M rồi anh em ơi, quá tuyệt vời luôn. Rồi sợi ơi. Đấy, một con game rất là ok luôn anh em ạ. Thì anh em nào mà như nào ạ, muốn tải game thì tôi sẽ để link dưới phần mô tả cho anh em nhé. Rồi, cầu thì vừa ra một con hổ và chúng ta sẽ bẻ về một con gọi là gì đây? Rồng. Tiếp tục bẻ. Hôm nay bắt cầu bẻ quá ư là ok luôn anh em ơi, quá ư là ok luôn. Nào, G5. Ui giời, lại bẻ thành công anh em ạ. Lại mút tiếp này. Giời, quá là tuyệt vời. Sợ, mẹ nhìn cái quả bàn mẹ toàn đại gia, toàn trên 100 triệu anh em ạ. Sợ quá. Bẻ tiếp nha, bẻ tiếp. Lại 3 lít vào và tay này nếu mà bẻ thành công là chúng ta sẽ tròn là 60M, tôi chắc là tôi nghỉ. Nhưng mà thường nếu như mà cứ cái lúc mà tôi định nghỉ là cầu nó gãy nhá, thề đảm bảo luôn. Cứ đi cái lúc mà tôi định nghỉ cái là mẹ nó đấy biết được. Đấy, biết ngay mà. Cứ định nghỉ cái là nó lại kiểu bắt đầu dở cái thói mẹ mất dậy ra. Không sao anh em nhá, chúng ta tiếp tục bẻ vào con hổ. Hổ này 3 lít đúng không ạ? Cho mày lên 5 lít luôn. Ok chưa? Rồi, nhẹ nhàng vài tay mẹ mút ngay đúng không ạ? Cứ cái lúc mà định nghỉ cái là kiểu gì cầu nó cũng gãy. Ứ hiểu làm sao. 8. Quy rồi, mút rồi anh em ơi. Ok nhá. Đấy. Rồi, thế chắc là tôi dừng video ở đây thôi và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video sau nhé. Chúc anh em đánh đâu thắng đấy và cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Đấy, bye bye.